Hello, xin chào. Chữa da của mình chỉ là kiểu đốt laser thôi, nó cũng không phải là một cái phương pháp gì quá là kiểu cao siêu ấy, nhưng mà nó mang lại một cái hiệu quả kiểu rõ rệt với mình rất nhiều. Chin, một cái bệnh viện kiểu như là rất nổi ở bên này, kiểu rất xịn ấy. Và bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đi xem cái quá trình làm da của mình. Mình ngái ngủ về không biết nói gì. Thấy da mềm hơn rất là nhiều. Tại mình thật sự siêu khô ấy, mọi người không biết mình khô nào đâu. Và hẹn mọi người vào tuần sau. Chào mọi người. Wow. Hôm nay thì đã tròn 1 tháng kể từ cái buổi đầu tiên mình đến đây làm da. Hôm nay là tròn 1 tuần. À ra là không, 1 tuần 1 ngày kể từ khi mà bắt đầu mình tuần, thì mình thấy đúng là nó quá rõ rệt. Rõ rệt nhất là cái việc là da mình, cái lỗ chân lông nó đã nhỏ đi lại rất nhiều. Không nhầm, buổi cuối cùng mình đến viện để chăm sóc quản lý da một lần nữa, vậy là sẽ hết liệu trình 3 ngày, đúng không nhỉ, 3 buổi. Đó, bây giờ thì mình đi ra. Hello mọi người, đây là khuôn mặt của mình khi mà mới ngủ dậy xong rồi tắm rửa các thứ. Đó, mọi người sẽ thấy là tất cả những cái vết thâm mờ của mình nó đã giảm đi rất là rõ. Nhất là khi mà bây giờ mình zoom hẳn vào như thế này ấy, thì mọi người cũng không thấy những cái kiểu vết sần sùi của mình khi trên da mình nữa. Thực sự bây giờ mình rất ưng với da này, thì mình zoom cho mọi người nhìn hơn nữa nhá. Đây, nó sẽ như thế này. Không hề hối hận khi mình đã đi làm cái laser này luôn á. Và mình sẽ để thông tin của cái bệnh viện này ở đây. Những bạn nào mà đang ở Hàn, làm một video khá là có ích để cho mọi người có thể tham khảo. Mình chắc là phải kết thúc video này tại đây. Hãy like.